Hello, em chào mọi người buổi trưa nha. Buổi trưa làm phiền mọi người chút xíu nha. Minjun có luôn nha anh em. Có ad luôn nha. Có ad 215, 216 luôn nha. Mở tour cũng được. Dạ, yeah, ok mọi người. Chào anh Xin Vũ nha. Rồi không mở tour cũng có nha. Rồi chiều nay em sẽ trả hết hàng cho mọi người nha. TBS TBS của Winner Sonic, của những cái dòng xe SH 27 cho tới 29, đèn LED của Honda đề từ nha. Bộ ba cảm biến chúng ta sử dụng chung cho mọi người. Đấy, tất cả những cái dòng xe SH 27 cho tới 29, hệ thống đèn LED. Và đợt này chết bộ ba cảm biến TBS rất nhiều. Anh em không cần phải gọi, không cần phải hỏi. Ở trạng thái chúng ta vít ga đột ngột, xe sẽ lịm xuống, thì lúc này anh em không cần phải phân tích làm cái gì. Chúng ta chỉ cần tháo ra thay con TBS là xong. Riêng dòng xe SH hay Winner hay Sonic, đó thì các anh cũng không cần phải hỏi. Vào trong tình trạng một con xe, các anh không cần phải dùng máy phân tích. Các anh chỉ cần vuốt cho Đình Tuấn một cái dây ga, một cái tay ga đột ngột. Đó, ví dụ đang nổ ở trạng thái RBM Guarantee, thì lúc này các anh có thể vuốt ga đột ngột, xe sẽ lịm xuống. Thì lúc này các anh chốt cho Đình Tuấn thay bộ ba. Đó là cái bất bận kinh nghiệm 100% chuẩn, không cần chỉnh, không cần phải phân tích dữ liệu. Mọi người đồng tình cho em cái chia sẻ trong buổi trưa live stream trưa nay. Rồi, bộ nồi thì lúc này có ít bộ để anh em tái sử dụng với chung zin, thì chiều nay tiếp tục đi Hà Nội 10 bộ nha. Em sẽ chia ra có còn khoảng mấy bộ nha. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bộ. Và anh này 5 bộ càng dài của 125 nha. Còn bao nhiêu bộ thì anh em làm nốt luôn nha. 3, 4, 5. Đây, của toa hàng của anh lớn nha. Rồi. Đấy, toa hàng này cùng cục bơm nước bi đầy đủ. Rồi, toa hàng này tiếp tục đi Hà Nội nha. Đây, còn bộ 3 TB 30 chục buji nha. Ok. Rồi, mô hình này đi Hồ Chí Minh và kèm theo cái bộ giả lập nha. Rồi, cái này đi cho anh Hòa nha. Thần Y làm bình xăng. Rồi, cái này cũng là thần Y luôn. Em hẹn mọi người 3 đêm nữa chúng ta sẽ học trong nhóm học về bình xăng con nha. Cho chúng ta căn chỉnh, chúng ta làm thoải mái về cái bình xăng, làm cho mọi người cảm thấy thấu hiểu về bình xăng luôn. Rồi, ở đây em còn có khoảng 7 bộ nha. Rồi, cái này 5 bộ tiếp tục, chiều nay đi Hà Nội tiếp. Rồi, vấn đề nồi côn em còn chừng này, anh em nào có thể chốt toa thì chốt luôn. Đó. Rồi, còn cái này cả bộ. Chuông. Búa. Rồi, tất cả anh em có cái gì thì chúng ta hãy truy cập vào ngay cái Facebook. Thời tốt nhất anh em có lấy cái gì thì chúng ta truy cập cái Zalo. Rồi, và nước tẩy rửa đã về đây nha cho anh em. Đấy, vừa rồi em đã hết, mới về. Đấy, mới về đêm hôm qua nha. Anh em nào ok thì bây giờ em nói này nè, để cho mọi người dễ hiểu. Bây giờ mọi người ship 5 chai mới 1 chai bằng giá tiền ship. Một chai thì mọi người mất tiền ship khoảng 30.000 rồi. Còn 5 cho tới 10 chai mọi người mất tiền ship có 42.000 thôi. Đó. Vấn đề ở đây anh em mình còn làm nghề, còn bung máy anh em yên tâm.
Cái này không phải là em quảng cáo gì nhiều, để em tiết kiệm cái tiền phí ship cho anh em. Được chưa? Anh em cứ yên tâm, không cần phải dùng thử. Anh em cứ nghĩ rằng bây giờ mua một chai về nhà, lỡ may dùng không sạch thì nó đỡ phí. Nhưng anh em yên tâm, mua đi, không sạch Đình Tuấn hoàn tiền cho anh em. Chứ chúng ta đỡ phải tốn cái phí ship. Nhiều anh em nghi ngờ là cái nước tẩy này nó không trắng, tẩy trong cái lốc, trong động cơ, tẩy nó bị ngấm nhớt, bất kỳ một cái gì dính nhớt đen cỡ nào thì đen. Anh em cứ vậy mà mua về cho nó đỡ tiền ship. Không sạch Đình Tuấn hoàn tiền lại cho anh em, và đồng thời tặng cho anh em nước tẩy luôn. Đó là cái giá trị, cái gì mình bán, mình bao được thì mình bao, cho nó đỡ tiền phí ship. Nhiều anh em sợ, anh em mua có lon này thì thay vì một lon, năm lon, giá tiền ship cũng như nhau thôi. Rồi thì cái nhớt hộp số này anh em đừng nghĩ rằng nó rẻ mà nó không chất lượng. Cứ nghĩ rằng cắt chôn hoặc là cắt tất hoặc là cái nhớt gì đấy, anh em cứ nghĩ rằng nó ba mấy bốn chục ngàn nó mới gọi là ok. Anh em sử dụng đi, không ok mình tặng anh em luôn. Nha. Cái dầu láp này xài không ok mình tặng mọi người luôn. Đấy, cho mọi người khỏi phải đắn đo. Đấy, còn anh em nào tin tưởng rồi thì chúng ta cứ ủng hộ thôi. Đó là trong cái cuộc chơi, mình luôn luôn đưa cái sự công bằng cho anh em. Rồi còn dây cô loa Indo, dây cô loa này của Vision đời đầu. À, Vision đời đầu, anh em nào cần thì comment. Rồi Vision đời đầu nó sẽ khác với A Black đời đầu, và Vision Carbon 4 nó sẽ khác. Rồi còn cái này nó sẽ là gì? Của A Black KVP. Rồi còn cái này để anh em thay tất cả những cái dòng xe 125, Clip, Valio, SHMore, Lit, vân vân. Hai mặt anh em có thể xuống một mặt để cho trạng thái nổ gan ti, xe bớt xào. Rồi anh em quan tâm cái gì thì chiều nay em sẽ trả hàng hết cho mọi người từ TBS, do vừa rồi nó bị thiếu TB. Rồi bi đũa 25k một viên. Bi 6902 hai mặt pitch là 27k. 90k một chai nước tẩy ăn. 90k một chai. Đó, 90k một chai nha anh em. Rồi chiều nay em sẽ trả hết cho mọi người. À, cái xăng á, thì mọi người thông cảm, cái xăng từ bữa giờ mọi người đặt nhiều quá, nó không đủ số lượng để nó khoan. Rất mong anh em cứ từ từ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chậm 1 đến 2 ngày. Rồi thì CKB đợt này đã về cho anh em ở trạng thái CKB loại 3 vấu, rắc dẹp và rắc vuông. Những cái dòng xe nào như những cái dòng xe A Black Lit 23, 215 nó sử dụng cái sợi rắc vuông, và đồng thời CKB 4 vấu thì anh em có thể lắp 3 vấu và cái rắc này sẽ xài chung. Anh em mua cái này về nhà anh em có thể sử dụng được đa năng, và đồng thời em sẽ có rắc 3 vấu và đồng thời rắc dẹp. Đấy, anh em nào cần vào toa CKB không cần phải sử dụng 4 vấu, 3 vấu anh em lấy rắc vuông là được, cho về nhà đỡ phải cắt rắc. Có rắc dẹp luôn cho mọi người. Rắc vuông, rắc dẹp có hết nha anh em. Rồi dây cô loa ok luôn, anh em vào toa thì để vào em cái Zalo nha anh. Để em vào cái Zalo đi mọi người. Anh Hồng Dũng ơi, anh truy cập vào giùm em vào cái Zalo nha. Vào cái Zalo. Đây. Cái này CKB cũng là 3 vấu nhưng rất dẹp.
Cái này có thể anh em dùng cho những cái dòng xe đời mới, hoặc ví dụ những cái dòng xe của Vision K44 có hai loại. Đấy, một cái loại rắc ruông và một cái loại rắc dẹp. Rồi, cứ 3 vấu anh em lắp cho được 4 vấu. Quan trọng là cái rắc này đúng, không đúng thì anh em cắt dùng Tuấn. Cảm ơn anh em. Rồi, mọi người cần Zegola, cần bất kỳ một cái điều gì trên cái xe phun xăng điện tử thì anh em cứ để vào cái Zalo nước tẩy để thì Tuấn được tư vấn để cop ship cho anh em. Những toa hàng trên tay của thì Tuấn còn khá là nhiều. Đấy, rất mong anh em chiều nay mình sẽ trả hết toa cho anh em. Rồi, còn cái bộ này anh em nào mua thì mình tặng cho anh em bộ tài liệu. Đấy, chân IC. Rồi, về nhà để chúng ta kiểm tra trạng thái 3 pha. Nó cực kỳ đơn giản và đồng thời đây sẽ có cái kẹp. Đấy, để về nhà anh em có thể kiểm tra CKB sống chết. Kiểm tra giá trị điện áp từ IC cấp xuống 3 pha. Từ IC cấp điện áp xuống CKB. Cực kỳ đơn giản. Giá 1 triệu tặng kèm anh em quyển tài liệu. Không có thì hôm nay sẽ giảm giá cho anh em chơi quy mô lớn luôn cho anh em. Cuộc chơi hôm nay chơi lớn với anh em, cái này là 350. Hôm nay ok tri ân cho tất cả anh em 1.350.000. Bữa nay giảm giá 150, còn 1.2 anh em bốc thì bốc luôn. Rồi, hoặc anh em có thể nhận ngay quyển chân IC. Đây. Mang cho anh em tất cả về chân IC, khóa Smoky và phanh ABS. Ở trong này đầy đủ để cho anh em đọc từ số 1 cho tới số 33, từ 1 cho tới 39. Hoặc hôm nay sale cho anh em luôn 1.350.000, sale cho anh em 150, còn 1.2. Rồi, anh em nào ok. Về nhà tất cả giá trị điện áp từ IC cấp xuống quận, CKP vân vân sẽ kiểm tra biết rằng IC sống hay chết. Cái này để anh em có thể về nhà kiểm tra được cái gì? Giá trị tất cả cảm biến gốc. Tất cả ở trên con xe phun xăng. Và cái này sẽ giả lập báo xăng. Cái này sẽ là VS. Để chúng ta kích hoạt một tín hiệu xung bắn thẳng lên đồng hồ. Để lúc này kim đồng hồ lên hay không. Nếu không lên thì có vẻ là đứt dây. Rồi chúng ta sẽ phải đo thông mặt từ cái rắc cảm biến VS lên đồng hồ. Nếu thông mặt thì coi như đồng hồ lên được. Cực kỳ đơn giản, 1.350.000 hôm nay sale cho mọi người 150, còn 1.2. Hoặc mọi người không lấy cái này ok, không tín sale thì mọi người có thể mua cái này tặng ngay quyển tài liệu. Tri ân cho mọi người thoải mái sức đam mê chơi tẹt bồ. Hoặc mua về nhà có thể tặng bạn thân chín hiếu, giúp người ta ít được nhiều về xe phun xăng điện tử thì anh em comment. Rồi liên hệ vào em số điện thoại 0909 7 55993, lưu lại luôn tay ga Đi Tuấn hoặc kết bạn Zalo. Cảm ơn anh em. Tri ân tất cả anh em thợ và dần dần chúng ta sẽ được tặng tất cả vào trong nhóm học online review cho anh em. Tất cả anh em nào mua tất cả những cái này. Rồi, mô hình hệ thống khóa thông minh Smoky. Rồi, chiều nay mình sẽ phải đi mua cái thùng xốp 35.000 nữa cả nhà. Rồi, bully cho anh em đồng giá, giá 350k, 125, 110 mình đảm bảo hàng zin theo xe rớt xuống. Về nhà anh em có thể để đó lên tủ, khách hàng mang vào thay 1 triệu bảo hành cho người ta 1 năm nha, nếu có lỗi lầm. Bully 125, 110 giá 350k, hàng zin theo xe, bền hơn hàng mới gấp vạn lần. Rồi 1.3. 1.350.000, hôm nay còn 1.2, em đang sale cho mọi người. Anh Lê Xuân, em đang sale hai cái bộ này là 1.2.
1.350.000 em sale cho mọi người 150, còn 1.200.000. Rồi anh Hồ Sĩ, tất cả mọi người hãy truy cập vào cái Zalo của em, mọi người cảm ơn. Tất cả anh em nào gặp về ban bận khó, gọi Zalo không được thì vui lòng anh em gọi cho em cái số điện thoại trực tiếp. Rồi CKB với giá cực kỳ hạt rẻ, anh em có thể mua về nhà lắp vào là ok ngay. Còn vấn đề anh em chết CKB thì hãy vui lòng liên hệ với Đình Tuấn thay cho Đình Tuấn cái này nha. Bởi vì anh em đang sót cho những cái dòng xe về đề từ, đặc biệt về Vision này đang bị chết CKB liên tục. Anh em phải xử lý tất cả cái đường jack và đường dây nó phải hoàn hảo 100%. À, bình thường ấy nó cạ dây nó chết thì mình không nói, anh em không cần phải kiểm tra. Còn nếu bây giờ mở ra tất cả nó còn đẹp mà bị chết CKB vô duyên thì anh em phải làm hết tất cả cho Đình Tuấn một cái đường jack nó phải hoàn hảo. Xịt ERP7 ngon mát, anh em phải thay cho Đình Tuấn cái này. Chụp buji và con này cho Đình Tuấn. Được chưa? Đó thì anh em mới gọi là bao ok được trên những cái dòng xe chết CKB này đột tử. Thì anh em phải làm sao tất cả nó là bị ở trên cái dàn dây điện, phải làm cho nó đẹp đường dây điện, và đồng thời thay cho Đình Tuấn con mobin và kiểm tra cái trục, thay luôn kiểm tra cái buji, thì đảm bảo anh em sẽ không bao giờ gọi là từ chết ở trong con CKB thứ hai hoặc thứ ba. Tại sao một con xe sản xuất ra như vậy, tại sao lại có xe chết liên tục? Bởi vì anh em đôi khi chúng ta kiểm tra chưa bị kỹ, nhiều lúc nó xung đột, gọi là từ đột biến. Cảm ơn cả nhà. 1.350.000 hôm nay em sale còn 1.200.000. Rồi cái này em sale hiện tại còn 200, bán lỗ luôn nha anh em. 200 thì anh em không thể nào mua được cái rắc này và linh kiện và đồng thời cái hộp và đồng thời cái sợi dây và kẹp cá sấu để anh em làm lên sản phẩm như này được 200. Thì em sẽ bán lỗ và bán sale cho anh em 200.000. Thiết bị kiểm tra cảm biến VS và APS cho tất cả những về APS trên tất cả những dòng xe trên thị trường Việt Nam. Thì anh em có thể kiểm tra được cái cảm biến đó sống hay là chết. Thì anh em nào cần thì ok, Honda, IA, Piaggio vân vân. Không tin thì mọi người có thể đặt một cái rắc này kẹp cá sấu, hộp này, mọi người về nhà bỏ công ra coi bán cái này có 200.000, mọi người xem có lợi nhuận không. Hôm nay em xả hàng bán lỗ luôn cho mọi người. Đó, tất cả chúng ta chỉ cần nghỉ một bữa nhậu nhỏ nhoi thì anh em có tất cả công nghệ trong tay. Có tất cả công nghệ trong tay. Chỉ cần một tháng chúng ta bỏ ra hai bữa nhậu, không nhậu nữa. Không nhậu thì đương nhiên chúng ta sẽ mang lại cái tinh thần thoải mái và tỉnh táo. Nhậu vào thì say, nhậu say thì lời ra, tiếng nói nó chẳng ra sao. Thì thay vì một tháng này chúng ta nhịn đi bạn bè hai lần để chúng ta có hết công nghệ ở trong tay. Và đồng thời nó sẽ mang lại cho chúng ta, giúp ích cho chúng ta là bắt bận cực kỳ là dễ dàng. Và đồng thời đưa vào trong nhóm học của Đình Tuấn luôn. Tuyệt vời. Rồi 350, anh em nào mua lẻ 350, 350.000. Rồi cái này em sale gọi là sale. Sale gọi là sale, hôm nay em còn có 200.000. Rồi anh em nào cần về tài liệu và đồng thời tham gia nhóm học thì anh em comment luôn, bộ tài liệu này chịu khó đọc thì anh em sẽ giỏi về FI luôn. Chỉ cần hy vọng rằng bộ tài liệu này anh em về nhà đọc cho Đình Tuấn 1 đến 2 tháng, đọc liên tục một ngày trong vòng 1 tiếng đồng hồ, anh em sẽ giỏi về FI. Rồi, tất cả anh em là cái gì thì truy cập vào cho Đình Tuấn. Cảm ơn anh em buổi trưa nay. Rồi, bộ ba này các anh có cần thì ủng hộ nha. Tất cả Đình Tuấn đều bao cho các anh sử dụng trên bộ ba Winner, Sonic và SH.
đó là cái kinh nghiệm làm nghề. Đấy. Vào ở trạng thái nổ ganti, vút ga đột ngột thế này, con xe è xuống, làm luôn TBS, bỏ điện áp ngoài giải, ok, không nằm trong tiêu chuẩn, hư mặt quét. Rồi, mô bin hay bị hụt ga thì anh em nào cần thì comment. Hay hụt ga bỏ lửa, trên xe FI nó chẳng có cái gì nhiều cả. Mỗi bộ dây điện, cảm biến thì loại trừ ok rồi. Xe mới mà dễ gì hư cảm biến. Ngoài cái tụ bơm và đồng thời cục mô bin và cái trục là hết trên một con xe FI. Còn một cái xe dây điện mới chưa chắc bị lỗi, trừ khi hoạt động lâu dài, nước, mò ve, chuột, cắn, vân vân. Cảm biến cũng vậy, IAT, TBS, cảm biến nhiệt, cảm biến oxy, những con xe mới không bao giờ gọi là hư, kể cả kim phun. Đấy chưa? Kể cả những kim phun mà nói, những kim phun mà của SH bây giờ là chưa hư được. Đấy. Đa số là gì? Tư lý điện, buji, chụp, đúng không ạ? Áp bơm, mô bin, những cái nào hoạt động nhiều nhất, mang gánh nặng nhất trên con xe, thì đương nhiên con đấy sẽ hư trước. À, mình cũng chia sẻ cho anh em trên con xe Vespa này luôn này. À, con xe Liberty. Con Liberty này ở trạng thái một anh thợ mang vào cho mình, nhưng con này hiện tại chết mưu này. Đó, anh ấy đẩy tới như mình như thế này. Và mình mới mở mưu ra này. Và mình cũng chia sẻ luôn cho anh em trên con mưu Vespa này, chẳng có cái gì là khó, hư chúng ta thay. Mình gắn lại cho anh em cái rắc, anh em chia sẻ lên này. Rồi, mình thì chẳng có sửa đâu, mình thay luôn thôi. Tí nữa mình sẽ gọi cho anh em thợ này đồng ý thì thay. Đây. Rồi, đây mình mới mở cái nắp này ra thôi. Còn tất cả này là anh em đẩy tới, mô bin biết người ta tháo ra. Con xe này đầu tiên dắt vào mình thì đương nhiên không khởi động được luôn. Bởi vì sao? Góc mở bấm ga treo trên 10 độ thì lúc này nó sẽ ngắt lận đề. Quá yếc. Hèo quá trời hèo luôn. Xe này chuẩn bị nó về phố cổ ở hết rồi. Mình gắn cái ông ten vào cái lá mọi người, cho nhận chip. Rồi, ok. Rồi. Thì xe này nó đề ok rồi, thì đơn giản ở đây nó có hai cái dây và là mô bin. Và mình sẽ chỉ cho anh em một sợi dây nó hoạt động như thế nào nhá. Cái dây này, mô bin này, một cái dây mà 12V, nhưng cái này không phải là 12V sau khóa, 12V nó từ con relay bơm xăng. Đó, anh em phải hiểu cái đó. Là cái dây màu đen sọc xanh này. Bây giờ anh em thử sẽ không bao giờ có 12V. Cái này trừ khi anh em nào tắt khóa điện, anh em bật lên, nó nhờ vào ở trạng thái IC rập mát cho relay bơm xăng. Ở trong vòng 3S thì 12V này sẽ sáng. Có nhiều các bạn kiểm tra, các bạn không biết kiểm tra. Còn nếu bây giờ các bạn đề, thì lúc này IC sẽ rập mát cho con relay bơm xăng. Thì lúc này relay bơm xăng sẽ cấp, đóng tiếp điểm cấp 12 xuống bơm. Và đồng thời nó sẽ cấp vào đây luôn. Nhớ. Ở đây mình sẽ kẹp vào này. Ở đây sẽ không bao giờ có 12V. Anh em thấy chưa? Đó, bây giờ anh em sẽ bấm nút đề này, IC nó sẽ rập mát và đồng thời sẽ đóng tiếp điểm từ con relay. Thì lúc này nó mới có 12V cấp xuống mô bin. Đó.
Ok không? Ok chưa? Đó, anh em lưu ý. Chia sẻ đi mọi người, cái này hay lắm ấy. Nếu tối nay còn xe ở đây thì mình sẽ like và chia sẻ cho anh em. Rồi đó, ngắt đề thì lúc này nó sẽ ngắt 12V. 12V để nuôi cho mobin, nó phải nhờ vào con relay bơm xăng. Đây, relay bơm xăng nó nằm ở đây này. Đó, con này con relay đèn. Con relay bơm xăng, chiều nay, tối nay mình sẽ giảng. Mình sẽ like cho mọi người. Đó. Con này thì đúng nốt nhạc. Rồi, vấn đề thứ hai thì anh em không cần phải bó bóng đèn sung gì cả. Đó, cái này gọi là bộ cặp bóng đèn song sinh, gọi là thần thắn. Đầu tư cả tiền cà phê và đồng thời tiền bóng đèn, tiền kẹp, nó rơi vào tầm khoảng 30.000. Vừa uống xong ly cà phê thì chúng ta sẽ làm xong cặp bóng đèn này. Bắt bận phun xăng là phải chết. Không bao giờ có từ sai sót làm điện FI để dùng hai cái bóng này, phải chết. Con relay thì lúc này nó phải nhờ vào IC drop mark cho relay trong vòng 3S. Anh Đắp Phi Lê Xuân, anh vui lòng liên hệ cho em vào cái Zalo 0909 755 93. Rồi lúc này em sẽ đổi cái kẹp này vào dương ắc quy là dương. Thì lúc này anh em sẽ sử dụng cái bóng đèn LED ở trạng thái 3V đi qua chở 1K để hạ dòng. Rồi anh em sẽ cắm vào nốt còn lại là cái dây màu hồng sọc đen là dây tín hiệu IC. Đây, nó sáng luôn. Nó sáng luôn có nghĩa là lúc này bị chập mặt đánh lửa thì anh em hãy báo khách hàng là thay mưu. Đây, chúng ta chưa khởi động lấn nút đề nhưng đèn LED lúc này đã chập sáng tỏ. Rồi, cực kỳ đơn giản cho anh em. Và cái chân này dây màu hồng sọc đen nó sẽ chạy về chân số 1 của con Mew nha. Đấy, nó sẽ ăn về chân số 1. Rồi thì con Mew này tầm khoảng giá 2 triệu. Bây giờ mình mua vào 1.000.000 rồi, mình bắt bận cho anh em nữa, mình phải kiếm ít trăm uống cà phê. Rồi anh em không thay thì anh em đi về nhà anh em cũng phải mất 200.000 tiền bắt bận. Đó là cái quy luật trong cuộc sống, anh em thợ ở đây thông cảm. 200.000. Đó. Dù thay thì phải bỏ ra gần 2 triệu. Không thay thì anh em phải mất 200.000. Bởi vì đi khám phải mất tiền bác sĩ mà. Còn vấn đề chúng ta có chữa bận hay không, đó phải tùy theo vào cái túi tiền, đúng không? Thì mới có người bắt bận ra. Chẳng có một bác sĩ nào vào tự nhiên đi khám bận, tự nhiên lại bắt ra bận mà lại không tốn tiền cả. Chúng ta phải mất tiền đi khám, tiền điều trị. Còn có tiền hay không, vấn đề là của chúng ta. Còn chẳng có ai không mang con xe ra đo kiểm tá là, dùng tất cả kiến thức của mình, bao nhiêu năm kinh nghiệm có lại để bắt bận chuẩn, mà miễn phí thì không có. Đúng không anh Nguyễn Hợp? Chuẩn men đúng không anh trai? Đôi khi mất 200.000, chúng ta lại đỡ phải bỏ ra mất 2 ngày ngồi nó bị hằn. 2 ngày đó để chúng ta kiếm được gấp 5 lần để chúng ta chi ra một lần trả tiền người ta bất bận. Còn hơn là cái thời gian mà để anh em mình phải mò ra 2-3 ngày không biết bị cái gì. 2-3 ngày không biết bị cái gì. Chúng ta phải mất ăn mất ngủ. Thứ nhất là không kiếm được tiền. Thì cái này là anh em mình sẽ đi tuyến trên thì anh em phải trả cho cái lộ phí 200.000. Có nhiều anh em lại bỏ ra 200.000 đổ mà nó bắt bận như vậy, lấy nó 200.000 đắt quá.
thật sự anh em cảm thấy chỗ nào rẻ thì anh em cứ đi. Vô mình là phải vậy. 200 ngàn. Bởi vì không không có ngày hôm nay đâu anh em ạ. Nó phải thức nhiều cái đêm lắm. Rất nhiều những cái đêm, rất nhiều những cái cuộc mà nó phải bỏ tiền ra, nó mua lại cái ngu để hôm nay mới thành công được. Nên tất cả cái gì mình chia sẻ ở đây nó đều là thật. Rất mong anh em thông cảm. Không khó đâu, bởi vì 200 ngàn không có khó. Thế thôi. Cái này thay mưu vào cái là nổ thôi. Tối nay mình sẽ làm cái clip hoàn hảo. Được được ngày được như ngày hôm nay á anh em ạ. Cũng chẳng phải bỏ số tiền ra rẻ đâu. Được như ngày hôm nay, thành công ngày hôm nay để mua đồ ra, để chơi, để phá và đồng thời để đào tạo anh em, nó phải rơi vào 1 tỷ. Đó, nó phải rơi vào đúng 1 tỷ để đầu tư. Đầu tư thành công hay không thì cái đó nó phải theo vào cái duyên mật số của mình. Bề trên cho, ông bà tổ tiên phù hộ. Và mình phải làm như thế nào để được anh em ủng hộ. Còn bây giờ cứ bảo bỏ ra 1 tỷ để thành công thì ai cũng có 1 tỷ. Hoặc không có 1 tỷ thì anh em có thể đi vay mượn. Đấy, để mua một dàn xe. Có thể mua những chai nước tẩy. Làm những bộ nồi để đăng lên trên mạng bán. Thì ai cũng làm được điều đấy. Nhưng thật sự không được bao nhiêu người. Thì anh em phải thông cảm, thông cảm. Và nó phải thức biết bao nhiêu gọi là cái hàng đêm. Xa vợ, xa con. Thật sự ngày hôm qua mình rất mệt, mình không thể nào lên toa được cho mọi người nhiều. Hôm qua lên được có 4 toa, mệt quá phải đi ngủ sớm. Sợ nhiều lúc vợ con nằm ở nhà, nó ngủ tới sáng, mình đột quỵ ở đây. Thì ngày mai ra vợ chẳng thấy đâu cả, vợ ra nằm thấy cái tiệm nó cứng đờ, cứng đớt. Thế thì rồi, nhắm mắt xuôi tay, buông bỏ tất cả cuộc đời. Đấy là cái mình chia sẻ rất thật ở trong cái đời sống này. Có nhiều lúc mình tự cảm nhận được mình ngồi lỉu thỉu ở đây, mình đốt thuốc rất nhiều. Bởi vì buổi tối ở đây thời tiết nó cảm thấy rất chi là yên tĩnh. Mình làm cái đầu nó căng thẳng, lúc nào phải nhìn vào hai cái điện thoại. Lên toa cho mọi người, bởi vì bên cạnh mình không có ai phục vụ mà mình cũng không thuê ai cả. Lỡ may đó nó nhồi cơ tim lên hoặc là nhồi mạch máu lên, nó đột quỵ, thế là ngồi ở cái ghế. Hoặc là đồng thời đang ngồi xuống ở cái nền này, nó gục ngã bụp cái đầu lăn ra đằng sau. Thì ngày mai nó chỉ là thổi kèn thôi mọi người ạ. Đó. Nghe sớm hôm nay, nghe ngủ, nghe cái giọng nó ấm ghê. Cảm ơn anh Lê Tuấn, cảm ơn mọi người. Đấy. Thì tối nay em sẽ làm cho mọi người hoàn hảo. Trên con xe Vespa này. À, con xe Liberty. Liberty cũng Vespa cũng như nhau thôi. Miu G323V cũng vậy thôi. Liberty cái gì, cứ nhờ miếng sao mà nhìn thấy con Miu. 2V hay là 3V. Thì đêm nay em sẽ hẹn mọi người là 20 giờ em sẽ live stream cho mọi người thấu hiểu về con Liberty này luôn. Điện xá nó như thế nào, nó cực kỳ đơn giản cho mọi người. Và đồng thời em thay thế con Miu, em làm sao cho nó nổ, cực kỳ đơn giản. Biết thì nó dễ hơn mọi người thay cái ruột xe đó. Trên con Miu này, trên cái dòng xe Vespa này, thật sự tháo cổ, tháo máy nó hơi khó tí thôi. Còn thật sự để bắt bận cho con Miu này, nó chỉ là phút mốt. Tối nay em sẽ làm lại cho mọi người ở trạng thái con xe này. Một anh thợ dắt vào không khởi động được, không đề được ấy. Ở trạng thái ở lúc này góc mở bấm ga nó bị treo. Treo ở trạng thái 10 độ. 10 độ thì đương nhiên nó sẽ mất lận đề nha các anh. Mặt tự nhiên nó lên hạt mụn đây thôi. Thức đêm nhiều, nóng, mất ngủ mọi người hiểu không? Một ngày không ngủ được bao nhiêu cả. Nó nóng. Đó.
Ok. Máy này nó cũng hư hết rồi. Này. Bây giờ một cái câu chốt cuối cùng cho buổi trưa nay, mọi người nghỉ để mọi người sửa xe. Chỉ cần mọi người yêu mến mọi người ấy, yêu em ấy, mọi người vào cái Zalo này, mọi người lấy cái gì, mọi người fit vào cái Zalo cho em. Mọi người cứ để ở trong cái fanpage này, em không kiểm soát được, cảm ơn mọi người. Mọi người yêu quý Tiền Tuấn mua tất cả cái sản phẩm gì, anh em kích hoạt vào cái số Zalo, cảm ơn mọi người. Đó. Thì tối nay thì Tuấn sẽ làm cho anh em con Miu. Ok, 20 giờ. Hẹn đúng 20 giờ đêm nay anh em live stream. Đấy, mình live stream để anh em chia sẻ. Anh Hoàng Hiệp, cảm ơn anh trai. Em có 67 kg thôi anh ơi. Em hồi giờ cứ 65, 67, 68 kg thôi. Ba ngày nữa Trần Trung chúng ta sẽ học về thần y. Ba ngày nữa chúng ta sẽ học về Bình Sơn Con anh em. Em sẽ thông báo anh em trong cái nhóm group. Đấy, 3 ngày 3 đêm nữa. Alo. Combo hả? Combo hay sao? Hay tự về tự pha chế combo đúng không? Rồi, ok. Nó rẻ mà, không bao nhiêu tiền hết đâu nhá. Rồi, ok anh. Rồi, anh nhắn tin đây đi. Còn. Anh chốt cho em cái bộ combo cái em liên toàn nhá. Anh em biết tại sao dạo này mất ngủ không? Thức đêm nhiều bởi vì cái bộ làm xăng thôi. Bởi vì số lượng anh em đặt quá nhiều, anh em nhắn tin, Tuấn ơi tại sao không ưu tiên cho mình? Tuấn ơi tại sao mình đặt 3 ngày nay không gửi hàng cho mình? Thật sự cái số mà lượng mà anh em làm bình xăng này ấy, không phải nói sao, nó phải đạt tới gần 100 anh em. Thì thật sự mình không thể nào cung cấp đồ kịp được. Cái người khoan bét, người ta còn gãy mũi khoan liên tục. Đấy, bét về nhà cứ vài trăm con, 300-400 con. 300 con thì anh em chỉ được bao nhiêu người đâu. Chia ra mỗi người cả mấy chục con rồi. Đó thì lấy anh em số tiền như vậy dạy anh em online nó có rẻ không? Đấy, nó khá là rẻ, nhưng thật sự ở đây ấy, mình rất muốn là mình ship cho anh em. Và cái nhóm học này mình sẽ chia cho anh em khoảng 2-3 lớp. Anh em nào nhận trước học trước, anh em nào nhận sau học sau. Đấy, cái này mệt cho Đình Tuấn thôi. Chẳng qua mình ước gì mình có đồ mình gửi cho anh em cái mình dạy luôn một lần. Đấy, ví dụ 20 người thì 50 người thì cũng như nhau. Thì bây giờ thứ nhất là đồ không có. Thôi thì anh em nào đi sau thì chúng ta lại học sau. Anh em nào đi trước thì chúng ta sẽ học trước. Mong mọi người thông cảm. Ngồi này mài mũi này, ngồi này soạn bét này, rồi ngồi ghi này bét chính bét phụ này. Đấy, rồi mới tiếp tục vào cái bì. Chắc anh em nhận được cái bì đấy, anh em biết là nó mất thời gian cỡ như thế nào. Đi lượm từng con một đánh dấu cho mọi người vào trong cái bì báu. Đấy, nó lao nhau hết cả lên về thần y. Đấy thì dạo này nó mệt mỏi như vậy. Một ngày cục gọi nghe rất nhiều những anh em nữa. Rượu bia dạo này em có uống đâu anh trai. Chẳng qua anh em nào tới đây học thì em mới uống thôi, chứ lên một đúng cái mụn ở đây này. Đấy. Này camera này của iPhone thì nó thật lắm, nó không có giả. Lên cái mụn đây. Chiều nay đi hớt tóc. Anh Minh Tùng, anh truy cập lại cái dùm em cái Zalo để em kiểm soát hết. Còn tất cả anh em nào làm được cái bộ lợi xăng anh em nhận được rồi thì anh em vui lòng chụp nhắn tin nhắn qua Zalo. Đấy, hoặc anh em đã vào group rồi, anh em nào nhận được rồi thì anh em hãy chụp nhá, để chúng ta chuẩn bị xuất phát. Chúc anh em chuẩn bị ở ngoáy trọ để chúng ta kiếm cái đồng tiền chi tiêu hàng ngày, mua bó rau và kiếm thêm đó, kiếm thêm. Rồi, em xin phép được kết thúc và tạm dừng cái live trong buổi trưa nay. Không làm phiền anh em nghỉ trưa nữa.
Alo. Alo. Nè. Mở tiệm chưa? Đang xem live stream à? Đấy, đang đi làm cho người ta à?